Những năm đầu thế kỷ 20, vùng đất khai sinh Hướng Hóa từng được thế giới biết đến với những sản phẩm cà phê nổi tiếng, đặc biệt là cà phê Arabica. Thế nhưng đã có lúc cà phê Arabica khai sinh hầu như vắng bóng trên thị trường, khiến nhiều người yêu cà phê khai sinh phải thổn thức. Với quyết tâm xây dựng lại chất lượng cà phê Arabica khai sinh, vợ chồng chị Lương Thị Ngọc Trâm và anh Phan Hồng Phong đã vượt qua nhiều thử thách tạo nên thương hiệu mới Pool Cà Phê. 4 năm liên tiếp, Pool Cà Phê đã 3 lần giữ vị trí số 1 và 2 lần vị trí số 3 cà phê đặc sản Việt Nam. Mới đây nhất, Pool Cà Phê vừa vinh dự được Viện Chất lượng Cà Phê Quốc tế CQI xếp hạng thứ 5 trên bảng xếp hạng cà phê đặc sản thế giới, điều mà cà phê Việt Nam trước đó chưa làm được. Và giấc mơ toàn cầu hóa cà phê Arabica khai sinh Quảng Trị. Năm 2019, vợ chồng Lương Thị Ngọc Trâm và Phan Hồng Phong, vốn tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Huế và Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, quyết tâm trở về vùng đất quê hương Hưởng Phùng, xây dựng lại chất lượng cà phê Arabica khai sinh với thương hiệu mới Pool Cà Phê, với tâm thế làm cà phê sạch chất lượng cao để khách hàng thay đổi thói quen sử dụng cà phê. Anh chị không chọn cách trực tiếp trồng cà phê mà liên kết chuyển giao khoa học kỹ thuật tiến bộ để từng bước thay đổi thói quen trồng cà phê theo cách truyền thống của đồng bào nơi đây. Ba chồng của mình là một trong những người mà tiên phong đưa cây cà phê trồng tại cái mảnh đất Hướng Phùng này, và ông cũng đã có những cái thành tựu của mình. Tuy nhiên vì lúc đó là cái định hướng của ba chồng mình là sản xuất cà phê theo hướng là thương mại, commercial, và cái giá đó nó phụ thuộc vào cái giá bán của sàn New York. Thì khi đó thì về ông cũng gặp thất bại. Thì khi mà đi vào ra thường xuyên thì mình thấy rằng là mình có một cái suy nghĩ rất là đơn giản là người nông dân thì làm ra hạt cà phê, chúng ta là những người chế biến ra hạt cà phê, mà chúng ta gặp thất bại với cái hạt cà phê của mình, gặp thất bại chính cái giá bán của mình. Tụi mình lúc đó mình nghĩ cái vùng cà phê này diện tích nó cũng không phải là cao để mà mình không chọn một cái hướng đi đặc biệt cho nó. Khi mà về làm cà phê ở cái mảnh đất này thì hầu như cũng chả ai tin vào mình làm cà phê, bởi vì cái thời điểm đó như mình nói là cái công việc của mình không liên quan gì tới cà phê nông nghiệp và không liên quan gì tới cà phê. Tụi mình cũng đã bắt đầu xác định rằng là sẽ phục hồi cà phê khe xanh bằng chất lượng và khẳng định lại cái vị thế cà phê khe xanh. Bởi vì cái vùng đất mảnh đất khe xanh là một trong những cái mảnh đất mà người Pháp đầu tiên đem cái hạt cà phê trồng ở nơi đây. Thì mình nghĩ là không có lý do gì khi người ta chọn cái mảnh đất này trồng thì người ta mang những hạt cà phê để về để phục vụ cho cái chính quyền của họ. Thì chắc chắn rằng nó sẽ có cái gì, điều gì đó rất là đặc biệt mà chúng ta chưa thực sự để tâm tới đó, để cho nên là tụi mình sẽ mới quyết định đi từ cái hướng đó. Nói đến Quảng Trị thì người ta nghĩ đến cái vùng gió Lào Cát Trắng, và người ta nghĩ tới một cái vùng đất nó rất là nóng. Nhưng ở mảnh đất Hương Phùng này thì nó rất là đặc biệt, cảm giác như là nó là một cái món quà tặng của thiên nhiên dành riêng cho cái mảnh đất của Quảng Trị này. Cho nên là thành thử ra là tụi mình cũng bắt đầu chọn ở mảnh đất này, định hướng lại và chọn cà phê khe xanh để thiết lập một cái sự nghiệp mới trong cái hành trình cuộc sống của mình. Hầu như lúc đó chả có cái gì ở đây, là ngoài một cái chuồng nuôi dê, nuôi bò của cái chủ cũ lại, nó rất là nhếch nhác. Và lúc đó thì mình nghĩ không biết là có thể là với cái sự mà ở điên đồ như thế này, đường xá đi lại rồi nó xa trung tâm, mà không biết có ai tới chở cà phê tới bán cho mình hay không, hay là mình phải đi xuống nhà của mỗi người để chở thì nó là quá bất tiện cho mình. Cho nên là mình cũng muốn là tại vì cố gắng lên thôi, thì cái gì mình chưa bắt đầu làm thì mình cứ làm đi. Vì lúc đó thời điểm đó bản thân ba mẹ mình ở trong Quảng Nam ra cũng nói với chồng mình thôi, hai đứa đi về lại trong kia sống đi, chứ ở trên cái đồi như thế này nó bất tiện hoàn toàn luôn. Trời nắng thì đất đỏ nó bay mù mịt lên, trời mưa thì nó nhầy như vậy. Nhưng mà mình nghĩ rằng thôi thì ai cũng phải có một lần để sống, thì cố gắng để nó xứng đáng với những cái gì mình đã có thì mình cũng cứ phấn đấu một chút như vậy. Cà phê khe xanh đã có một thời gian dài là cái việc thu hái nó rất là cẩu thả và kém chất lượng. Hầu như bà con là tập trung vào hái xanh. Năm 19 khi mà về mà đi theo chồng đến các cái nhà máy lớn, cái điều mình sợ hãi nhất đó chính là không tìm ra được một cái quả cà phê chín đỏ nào cả, nó xanh từ đầu đến cuối. Thế là tụi mình bắt đầu là định hướng là đã định hướng thay đổi chất lượng, là phải thay đổi từ cái vùng nguyên liệu.
thì động viên bà con hái chín đỏ và đưa cái giá cao ra giá thị trường so với thị trường. Thời điểm giá tụi mình mua lúc đó giá cà phê Khe Xanh năm 19 là khi nó khởi đầu chỉ có 3.500 thôi, thì tụi mình đã quyết định mua lên là 5.000, và khi nó lên 6.000 thì tụi mình đã mua lên 12.000, và tụi mình ký những cái hợp đồng cam kết đối với các cái nông hộ liên kết với tụi mình, rồi cam kết bao tiêu thu mua. Lúc đầu thì cũng hơi bị khó, là bởi vì là thực sự ra là khi về mới khởi nghiệp thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn về tài chính. Rồi cái mà đang ở thành phố lớn mà về đây làm nông thì hầu như gia đình chả ai ủng hộ cả, cho nên là rất là chỉ có hai vợ chồng và rất là chơi vơi. Vì lúc đó bên cạnh đó thì cái cà phê Arabica, vì cái cách thức trước đây á là nó kiểu dạng như chế biến ướt, không có phát huy được cái tối đa, và nó chỉ tập trung vào cái thế mạnh nó chua quá, nên hầu như Arabica mà bán kiểu single origin, bán độc một mình nó thì hầu như rất là khó bán, phải blend với cái Robusta. Thì khi tụi mình chào Arabica không thôi hầu như rất là khó để mà thương mại. Tụi mình cũng phải chọn một cái phương thức là sản xuất cho một cái đối tác khác. Và lúc đó thì cái sản lượng mua chưa nhiều nên tiếng nói đối với bà con thì nó cũng chưa có trọng lượng. Sản xuất cái mẻ đầu tiên của mùa vụ 19-20 thì Covid nó diễn ra, và hầu như tất cả cái đơn vị mà lấy cà phê của mình, hệ thống quán của họ là lockdown cả, thì tụi mình hầu như không bán được cà phê, sản xuất không, họ không lấy, và thậm chí là đối tác cũng chấp nhận là bỏ cọc luôn, có nghĩa là không lấy. Thực sự đó là một cái giai đoạn mà mình cũng nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc với cái cà phê Khe Xanh. Vì là hành trình nâng tầm chất lượng cà phê Khe Xanh mang thương hiệu Pun Cà Phê luôn gian truân, tưởng chừng phải bỏ cuộc giữa chừng, nhưng như ông cha từng nói, trông cải khó lọ cải khôn. Lúc mình sống ở Sài Gòn á, tụi mình cũng chọn cái cách lối sống xanh và sử dụng cái chất tẩy rửa là cái quả bồ hòn. Thì khi đó thì cái quả bồ hòn trong Sài Gòn tụi mình mua của một cái thương hiệu cũng khá lớn là 260.000 một ký đã tách hạt. Thì lúc về đây thì mới thấy bà con ở đây họ thu hái bồ hòn và họ phơi thì họ bán có 3.000 một ký quả tươi. Thì lúc đó mình mới thấy được, ui đây là một cái loại nông sản mà cần phát. Nhưng mà tụi mình cũng chỉ xác định nó chỉ là những cái để tạm thời vượt vượt dịch thôi. Cơ duyên là cuối năm 20 đó là tụi mình gặp được cái chuyên gia Lê Trung Hưng và anh Nguyễn Tấn Vinh, do một cái sự tài trợ của một cái chị An người gốc Quảng Trị đang làm cà phê ở Tây Nguyên. Khi thấy bà con như vậy thì chuyên gia mới quyết định là sẽ về đào tạo một cái lớp chế biến chuyên sâu 7 ngày ở đây, và chọn địa điểm của tụi mình làm cái lớp, nơi đã tổ chức mở cái lớp đào tạo. Thì và cái năm sau khi mà học xong thì tụi mình bắt đầu quyết định là sẽ chọn hai mẫu để ứng dụng những cái kiến thức thầy dạy để mà sản xuất, để đưa đi thi cà phê đặc sản. Và anh Phong chồng mình lúc đó cũng động viên các anh em trong lớp học thôi, cũng phải có một cái mẫu gọi là mẫu cà phê đặc sản của nhóm quản trị. Thì khi đi thi chỉ có mong muốn một cái duy nhất là cà phê Khe Xanh được chứng nhận đặc sản thôi, chứ không có một cái suy nghĩ rằng là mình sẽ được vươn lên, được vinh danh lên top 1 cà phê đặc sản Việt Nam. Lúc mà ban tổ chức tuyên bố lại cái nhóm cà phê đặc sản quản trị được cái vị trí thứ hai, thì hầu như cái vị trí thứ nhất không ai quan tâm cả, bởi vì nó vượt sức tưởng tượng của cả mọi người rồi. Thì lúc đó lại buông lại là ở vị trí top 1 là một cái chiến thắng đúc cho cà phê Quảng Trị. Khi đó chúng ta được cái top giải nhất và giải nhì cà phê đặc sản Việt Nam. Pun Cà Phê cuối cùng đã thành công đưa chất lượng cà phê Arabica Khe Xanh do Pun Cà Phê chế biến vươn lên top 1 cà phê đặc sản Việt Nam. Sau 4 năm liên tiếp tham gia cuộc thi, Pun Cà Phê đã 3 lần giữ vị trí số 1 và 2 lần vị trí số 3 cà phê đặc sản Việt Nam. Cũng rất là ngỡ ngàng, bản thân tụi mình cũng rất là nỗ lực để làm hạt ra hạt cà phê, và cũng không nghĩ là cái nỗ lực của tụi mình lại đạt được những cái thành quả nó cao như vậy. Thì lúc đó cũng có cái sự hoài nghi rằng là có nhiều khi hay không bằng hay. Pun trong thương hiệu Pun Cà Phê không chỉ tên gọi của một vùng đất nơi anh chị Ngọc Trâm và Hồng Phong lập nghiệp. Pun trong tiếng Vân Kiều nghĩa là say hương thơm của đất, hương thơm của trời ban. Do đó Pun Cà Phê còn nhận trên vai mình là sứ mệnh kết nối cộng đồng, không chỉ mang lại cho người tiêu dùng ly cà phê thơm ngon, mà còn gửi gắm vào đó hương đất Khe Xanh, mang niềm hy vọng cho những người nông dân tạo lập cuộc sống từ những trải cà phê chín đỏ tươi. Khi chị Trâm lên đây là em thấy canh tác cà phê rất là tốt, không sử dụng phân hóa học. Khi hái cho chị Trâm là hái cà phê chín đỏ,
99%. Chị Trâm giúp chúng em phát triển về kinh tế và giúp chúng em có một nguồn thu nhập ổn định. Vùng cà phê không chỉ mang tiếng nói từ núi rừng Trường Sơn kiêu hùng vươn ra với đất nước, mà hơn tất thảy còn góp phần khẳng định nơi thiên nhiên có phần khắc nghiệt ấy, nhưng lại có loài trái cây quyền lực mang tên cà phê Arabica. Từ khi đạt vị trí số 1 cà phê đặc sản Việt Nam, anh Phong và chị Trâm đã nghĩ đến con đường dài hơn, chính là đưa Pun cà phê trở thành cà phê đặc sản thế giới. Để làm được điều này, anh chỉ bắt đầu quy hoạch quản lý các vùng nguyên liệu liên kết cùng Pun cà phê, trong đó ưu tiên hàng đầu việc cải tạo quy hoạch lại các vùng nguyên liệu. Tụi mình sẽ chọn cái ngách là toàn bộ là cà phê đặc sản. Tụi mình bởi vì cái cà phê đặc sản nó khai thác được cái giá trị tối đa của cái hạt cà phê cây xanh từ cái vùng nguyên liệu, là bà con sau khi mà thu hái xong là bắt đầu sẽ đi theo tụi mình là sẽ làm cái kỹ thuật là chăm sóc lại. Thì cái cây cà phê thì nó cũng như một người phụ nữ vậy, trải qua quá trình sinh nở thì nó cần phải phục hồi. Cũng như cái lối mòn tư duy về nông nghiệp trước đây thì triệt tiêu cỏ dại, thì tụi mình thay thế là tụi mình sẽ quản lý cỏ dại, bởi vì cỏ dại nó giúp giữ ẩm được cái độ ẩm trong đất và nó tạo cái sinh khối để bón phân cho cây. Rồi thu hái chín đỏ, thì cà phê sau khi thu hái chín đỏ sẽ được đưa về đây là tụi mình rửa sạch lại, là bắt đầu tụi mình lên men. Thì quá trình lên men này nó sẽ có quá trình là tụi mình lên men tự thân cái quả cà phê, bởi vì tụi mình chọn lựa cái cà phê nó có hàm lượng đường cỡ khoảng từ 16% trở lên, thì bắt đầu tiến hành lên men và lên men tự thân của cái quả cà phê. Thời gian lên men của tụi mình khoảng 7 đến 10 ngày, khi mà pH nó về được 4.5 thì bắt đầu tiến hành đưa ra phơi, và phơi nhanh trong vòng cỡ khoảng 4 đến 5 ngày để về độ ẩm tầm 35%, là bắt đầu tụi mình cho vào giai đoạn ngủ đông và bắt đầu phơi chậm cho đến khi mà kết thúc cái quá trình chế biến của một bã hoàn thiện. Sau những cố gắng liên tục thấm đẫm mồ hôi và công sức trí tuệ, năm 2023, Pun Cà Phê vinh dự được Viện Chất lượng Cà Phê Quốc tế xếp hạng thứ 5 trên bảng xếp hạng cà phê đặc sản thế giới, điều mà cà phê Việt Nam trước đó chưa làm được. Giấc mơ toàn cầu hóa cà phê Arabica khai sinh quản trị của Pun Cà Phê để đưa thương hiệu cà phê Arabica khai sinh sẽ tỏa đi khắp thế giới, vươn tới các thị trường châu Á, châu Âu, Mỹ bằng các đa dạng hóa sản phẩm từ cà phê với chất lượng tốt nhất nhằm phục vụ người tiêu dùng khó tính vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng. Mục tiêu của tụi mình đó chính là thứ nhất là sinh kế, đảm bảo được sinh kế cho cái nhóm nông hộ đang liên kết cà phê với tụi mình. Là thứ hai nữa đó là trách nhiệm về môi trường. Bây giờ châu Âu đã công bố được cái việc mà nhập khẩu cà phê vào châu Âu là nó phải đảm bảo là cà phê không xâm lấn rừng và chống phá rừng. Thì chính vì vậy là tụi mình đã bắt đầu là thực hiện được cái việc chuyển đổi các cái vùng nguyên liệu qua, và tụi mình cũng hướng tới cái việc là xây dựng tín chỉ carbon cho cà phê để bù lại cái lượng carbon đã các cái nhà rang, các cái trader mà đang bị thiếu hụt, đang mua cà phê của tụi mình bị thiếu hụt đấy. Thì tụi mình đang hướng như vậy, và những cái mà phúc lợi cho bà con là ở đây là có một cái là khi mà các cái trader mà và các cái nhà rang mà thấy được tụi mình đang canh tác bền vững như vậy thì bản thân họ cũng muốn vào chủ động để hỗ trợ. Đây cũng là một cái điều mà bà con mới thấy được rằng là họ làm cà phê không đơn độc. Quan điểm sống của mình, quê hương là nơi mình chôn nhau cắt rốn, nhưng mà nơi mình sống là nơi cái tâm hồn mình nó hòa hợp. Thì khi đó mình thấy mình rất là tự hào. Như có một cái bạn sinh sống ở bên Mỹ rất là lâu, và bạn là người gốc ở Hải Lăng. Khi bạn uống được cái ly cà phê của tụi mình ở tại Mỹ thì bạn điện về, bạn khóc. Ba mẹ bạn cũng khóc, là bởi vì chưa bao giờ uống một cái ly cà phê nó ngon như vậy mà đến từ quê hương của họ. Và đây là một những cái cảm xúc mà bản thân tụi mình làm việc với họ tụi mình cũng khóc. Đó là những cái cảm nhận, là lần đầu tiên mình cảm nhận về cái hạt cà phê mà cây xanh nó lan tỏa được cái cảm xúc như vậy. Đặc biệt là cái bác đó lớn tuổi rồi, bác là người Hải Lăng. Và bác nói: con ơi, cảm ơn tụi con đã mang cái hạt cà phê Quảng Trị đến đây. Con ơi, cảm ơn con đã làm cho mọi người nghĩ khe xanh nó không chỉ có bom đạn mà nó còn có một cái ly cà phê rất là hạnh phúc nữa. Ôi, lúc đó là cả cảm xúc của mình thực sự nó rất là khó tả. Đó là một trong những cái cố gắng của tụi mình để đưa cái sản phẩm đặc trưng của Quảng Trị, một cái sản phẩm rất là đặc biệt của nông sản Việt Nam đi xa hơn nữa.